Không có tình yêu thương nào cao quý hơn tình yêu của người hiến thân vì bạn hữu. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta như thế. Nhưng thế nào là yêu thương? Nhà giáo dục người Mỹ là William Arthur Ward từng nói: yêu không là một danh từ, nó còn là một động từ. Yêu không chỉ là cảm xúc, nó là sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh. Kính thưa quý cha đồng tế, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, ân nhân, thân nhân của tỉnh dòng, quý cộng đoàn phục vụ và 11 anh em tân khấn sinh. Có nhà triệu phú nọ từ Hoa Kỳ đi thăm Algeria. Và sau khi đã cảm thấy mình được trở nên giàu có, thì ông cũng muốn dành một phần cuộc đời của mình để đi thăm những con người bất hạnh. Và câu chuyện là ông đi thăm một trại phong tại đất nước nghèo khó Algeria tại châu Phi. Tại đó ông thấy các nữ tu phục vụ cho những người bệnh phong. Nhưng là lần đầu tiên ông tới một trại phong, cho nên không thể nào chịu nổi các mùi hôi thối nồng nặc. Và vì thế sau khi đã đi thăm các bệnh nhân thì có dịp để nói chuyện với một nữ tu, thì ông nói như thế này: nếu cho tôi $1,000,000 một năm thì tôi cũng không thể phục vụ ở đây được. Và vị nữ tu ấy cũng nói với lại người triệu phú: nếu ông cho tôi $10,000,000 một năm thì tôi cũng không thể phục vụ ở đây được. Nhà dân nhân này mới nói: thế thì tại sao sơ lại phục vụ ở đây? Và khi thấy thánh giá Chúa, khi thấy Chúa treo trên thập tự, thì vị nữ tu chỉ cho vị dân nhân ấy: hãy nhìn vào đấng ấy, chính vì đấng ấy mà tôi đến đây phục vụ. Kính thưa quý bà chị em, tiền bạc không mua được sự dấn thân của vị nữ tu. Tiền bạc không mua được sự dấn thân của tất cả tu sĩ nam nữ và nhiều anh chị em tín hữu đang phục vụ ở những nơi khủng khiếp nhất, những nơi đau khổ nhất của phận người, như những trung tâm HIV, trung tâm những trại phong, vân vân. Cũng như dịp vừa rồi Covid xảy ra tại đất nước chúng ta, không có tiền bạc nào có thể mua được sự dấn thân của các tu sĩ nam nữ dấn thân phục vụ anh chị em của mình. Chỉ có tình yêu dành cho Chúa Giêsu Kitô và tình yêu dành cho nhân loại khốn khổ này, tình yêu ấy thôi thúc những ai có thiện chí đến và phục vụ. Và vì họ muốn vâng lời Chúa Giêsu, đấng đã chỉ cho chúng ta biết không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu hiến thân vì bạn hữu của mình. Và vị nữ tu ấy nói thêm: nhưng ông đừng nghĩ rằng tôi có sức mạnh để thực thi điều ấy. Không đâu, tôi có thể về nhà bất cứ lúc nào. Nếu như trong ngày sống ấy của tôi không có giờ trước thánh thể, nếu tôi không cầu nguyện trước thánh thể thì tôi không thể ở đây được để mà phục vụ. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi có dịp đi đến và phục vụ ở chỗ các sơ dòng Teresa Calcutta. Các ngài làm việc quần quật mỗi ngày, nhưng mà khoảng 5 giờ chiều thì các ngài đều đến trước thánh thể cầu nguyện, chiêm ngắm tiếng ủng hộ. Vì đấy chính là nguồn sức mạnh của các vị nữ tu. Thiếu nguồn sức mạnh ấy thì sẽ không thể nào dân thân phục vụ được. Khoảng 400 năm về trước cũng có một tu sĩ, đấy là
cha Phêrô Clave dòng tên. Ở độ tuổi khoảng 30, Ngài đã khấn hứa với Chúa là xin suốt đời làm người phục vụ người nô lệ. Như anh chị em biết, từ đầu thế kỷ 16 đến khoảng thế kỷ 19, trong 3 thế kỷ, những người thực dân từ Âu Mỹ, từ châu Âu đến vùng tân thế giới, tức là bây giờ Bắc Mỹ và Nam Mỹ, họ khai khẩn và họ cần một lượng nhân công rất lớn để khai khẩn, để làm đường, để xây dựng nhà máy, các đồn điền. Và họ lấy nhân công ở đâu? Trước nhất họ bắt những người bản xứ, người thổ dân da đỏ. Nhưng con số đó cũng không đủ, cho nên với óc thực dân thì họ đã lùa những người da đen từ châu Phi, cả nam cả nữ, lùa hết. Một ngày nào đó dí súng vào đầu và lùa đi qua châu Mỹ Latin, đưa trên những cái con thuyền. Và người ta ước tính đến hơn 12 triệu người đã bị bắt và chuyển từ châu Phi sang châu Mỹ để phục vụ tại các đồn điền. Đấy là một tội ác của nhân loại. Đấy là một tội ác của những con người chỉ biết đến đồng tiền và xem những người khác chỉ là một đồ vật. Và sống trong bối cảnh như thế, Thánh Phêrô Clave cảm thấy mình được thôi thúc phải đi phục vụ những con người nô lệ như vậy, bởi vì nơi họ không có cảm nhận được tình thương chi của những người gia trận. Và người ta ước tính những con tàu chở người nô lệ từ châu Phi sang châu Mỹ Latin thì có quá phân nửa đã chết, đã gục ngã trên tàu, trên hải trình ấy. Nhiều người đã bị quăng xuống biển. Những người khác thì tới được tân thế giới thì cũng mang trong mình biết bao nhiêu thứ bận tật và uất ức vì cảm thấy mình không phải là con người. Mình không đối xử, không được đối xử là một con người. Tự nhiên bị bắt làm nô lệ, tự nhiên bị bán đi. Thánh Phêrô Clave đã xin với Chúa để được phục vụ họ. Và Ngài đã liên lỉ phục vụ họ 40 năm trời. 40 năm trời. Dấn thân phục vụ những người anh em nô lệ. Cho đến khi lâm bệnh, qua đời vào ngày 8 tháng 9 năm 1654. Vị nữ tu kia và Thánh Phêrô Clave của chúng ta mà chúng ta mừng kính hôm nay đã phản ánh được những điều mà Chúa Jesus muốn nói trong tin mừng. Thứ nhất, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Thì nữ tu kia cũng như Thánh Phêrô Clave, đối với Thánh Phêrô Clave, đấy là chiêm ngắm Chúa Jesus chịu treo trên thập giá. Chính việc chiêm ngắm ấy mang cho Ngài một sức mạnh. Và vị nữ tu kia đấy chính là Chúa Jesus trong thân thể, đã mang cho Ngài sức mạnh và động lực để dấn thân phục vụ những con người khốn cùng của thế giới chúng ta. Và các ngài cũng sống được điều Chúa Jesus truyền dạy là ai mà muốn sống thiết thân trong tình yêu của Chúa thì tuân giữ lệnh truyền của Chúa. Mà lệnh truyền của Chúa cơ bản đó là mến Chúa yêu người. Các ngài đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Thánh Clave và vị nữ tu kia đã chọn hàng ngày tiêu hao đi sức mạng của mình để cho anh em mình được trân trọng làm người, làm con người đích thực. Để người ta cảm thấy còn có bàn tay của những con người yêu thương họ, chứ không phải đến chỉ để bóc lột họ, hoặc chỉ đến để thăm qua loa, mà đang có những con người dấn thân vì họ. Các vị đã yêu những con người khốn khổ bằng tất cả sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh, như Arthur Ward đã nói. Bởi vì các vị ấy nhận ra chính Chúa Giêsu đang hiện diện nơi các bệnh nhân, nơi những con người khốn khổ, chịu nhiều khinh chê tủi nhục. Cuối cùng các vị đã sống được niềm vui mà Chúa nói tới, là niềm vui nơi Chúa, chính nơi Chúa mà mới sinh ra kết quả tông đồ. Và Thánh Clave chẳng thể đắm mình trong việc phục vụ những ai bị bắt hại làm nô lệ một cách bất công với 40 năm trường như thế, với bao nhiêu chống đối.
không chỉ chống đối từ giới lãnh đạo chính trị thời đó, mà chống đối ngay trong nội bộ của giáo hội. Có những người, có những quý bà, người da trắng đã thưa với cha bề trên cộng đoàn của Ngài đang sống là hãy cấm cha Clave không có được đưa những người da đen đến dự lễ chung với chúng tôi. Không đưa họ đến dự lễ chung với chúng tôi. Bởi màu da, bởi mùi hôi thối của những người làm nô lệ. Và Ngài đã gặp phải tất cả những chống đối ấy ngay trong hàng ngũ của giáo hội, ngay trong những người tin theo Chúa. Và Ngài sẵn sàng bảo vệ những người da đen để họ cảm thấy họ là một phần của dân Chúa. Và hàng ngày Ngài phục vụ họ liên lỉ như thế. Và trong 40 năm trời thì đã rửa tội gần 300.000 người. Con số khủng khiếp. Nghĩa là mỗi năm Ngài rửa tội khoảng gần 7-8.000 người. Nghĩa là mỗi tháng khoảng 6-7 người. Thưa linh mục như tôi đây chắc cũng rửa tội được 1-2 người nhờ tình thương của cha xứ lúc đó là cha ngoại đấy. Cho tôi cũng được tham dự vào cái nghi thức rửa tội. Nhưng ông chỉ rửa tội cho đến nay đến ra 1-2 người thôi. Chịu chức mấy năm mà rửa tội được 1-2 người. Thánh Vero Clave mỗi ngày rửa tội chắc có phải 2-3 người. Thì 1 tháng mới ra 7-80 người. Và mỗi ngày giúp giải tội ít là từ 5-7 người, số lớn lắm. Lâu lâu ở đây các cha ra đây dâng lễ, sau chúng tôi hay nói đùa, sau lâu về ăn cơm chung với nhau thế. Thường ở đây dâng lễ xong các ngày dâng lễ khoảng nửa tiếng, các ngày về, sau lâu lâu thấy lâu vậy. Nên chồng rồi đang có cái gói combo, combo tức là lễ xong thì có anh chị em họ tới xin cha ban phép hòa giải cho con. Lâu lâu anh chị em thương cha ấy quá này, cho nên là khoảng 5-6 anh chị em mới tới xưng tội với Ngài, cho nên lâu lâu cũng thấy Ngài khoảng 7 giờ Ngài mới về. Tôi mất nửa giờ đồng hồ với anh chị em. Nhưng mà nửa giờ đồng hồ đó cũng ăn thua gì so với lại thần Phêrô Clave. Mỗi ngày mất rất nhiều giờ cho những anh chị em của mình để họ có thể được hòa giải với Chúa. Thưa anh em, 11 anh em tuần khấn xin, đang có biết bao nhiêu người đang chăm sóc anh em, đã và đang chăm sóc anh em và sẽ chăm sóc anh em. Có biết bao nhiêu người đang hy sinh vì anh em. Tôi nhớ đến câu chuyện của một họa sĩ tài danh là ông Albrecht Dürer, người Đức, thế kỷ thứ 16. Và ông để lại một tác phẩm gọi là Đôi Tay. Người ta gọi nó là Đôi Tay Cầu Nguyện, Chắp Tay Cầu Nguyện. Chắp tay. Số là ông sinh ra trong một gia đình có đến 18 người anh em. 18 anh em. Và người bố đấy là một người thợ kim hoàn. Nhưng mà không thể nào nuôi nổi 18 người con của mình như vậy. Làm việc quần quật suốt ngày. Cho nên hai người anh em là Albrecht và Albert mới quyết định chúng ta phải làm một điều gì đấy để hỗ trợ cha mẹ của mình. Và họ có một ao ước học hội họa và có cái năng khiếu học hội họa. Thế thì họ quyết định là tung cái đồng tiền. Nếu mà cái đồng tiền mà sấp rơi vào ai thì cái người đấy sẽ phải làm việc 4 năm để cho người anh em của mình có thể đi học hội họa. Và cái đồng tiền nó rơi vào cái người anh tên là Albert. Và người anh ấy đã phải bắt đầu làm việc trong một cái hầm mỏ, đi đào mỏ, đào than. Người em thì học và thành tài, và ngày vui quy bái tổ thì đã đến gia đình tổ chức bữa tiệc, cho nên đã đến mừng và đã đến gặp cái người ăn trong bữa tiệc ấy, tại cái bàn tiệc ấy, và nâng ly rượu để mà cùng nhau chúc mừng, tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Và rồi người em Albrecht đã nói với người anh, bây giờ đến lượt anh đi học. Em sẽ làm việc để cho anh được đi học. Nhưng người anh Albrecht giơ cái đôi tay của mình lên, lúc này đã sần sùi gân guốc vì 4 năm lao động cực nhọc trong hầm mỏ. Anh ấy mới nói là em thấy đây, đôi tay này không cầm nổi ly rượu
chúc mừng cho em, nó rung quá. Thì lấy gì cầm được cây cọ để mà vẽ lên. Về cảm kích trước cái tình yêu và sự hy sinh của cái người ăn cả cho mình, cho nên Albrecht đã vẽ lên cái đôi tay của cái người ăn cả đấy. Và người ta gọi đó là đôi tay cầu nguyện, hướng về trời cao để cầu nguyện cho người em của mình học thành tài. Kính thưa 11 anh em ở đây cũng có cha mẹ của anh em, có gia đình của anh em, có những người hy sinh cho anh em. Lát ở đây quý cha cho rước lễ thì tôi chắc chắn biết rằng sẽ có những ông bà cố lên đây với đôi tay cũng đã gân guốc và sần sùi, thô cứng, chắc chắn như thế. Thậm chí có nhiều nữ tu rước lễ tôi thấy đôi tay rất là sần sùi, thô ráp, bởi vì họ đã hy sinh cho nhà dòng, họ đã hy sinh cho sứ mệnh, họ đã hy sinh cho nên. Cho nên chúng ta hãy tạ ơn Chúa về những người hy sinh như thế. Có một thầy nọ đã cảm thấy rất là bất an trong thời gian ở nhà tộc, vì nghe tin là mẹ lâm bệnh hiểm nghèo, ung thư. Chứ thầy lo lắng quá, và thầy cảm thấy mình không thể tu được nữa, bởi vì mình là con cả trong gia đình. Bây giờ ở nhà không còn ai, bố qua đời, còn có mỗi mẹ và vài đứa em. Bây giờ mẹ lại lâm bệnh nặng như thế thì làm sao mà đi tu được. Cho nên xin cha giáo cho gọi điện về để mà thưa chuyện với mẹ, với cái mục đích là con sẽ về với mẹ, chăm sóc mẹ lúc tuổi già đau yếu, bệnh hiểm nghèo. Nhưng bà mẹ đã thưa thế này, đã nói chuyện với con thế này: nếu con đi tu mà con về, nếu chỉ vì lý do của con không ở được trong nhà dòng thì hãy về. Còn nếu chỉ vì mẹ thì đừng có về, thì đây không phải là lý do chính yếu. Con có ở nhà hay con đi tu thì mẹ ở đây cũng đã bận rồi. Mẹ đây cũng đã bận rồi. Và khi mẹ lâm bệnh thì mẹ muốn dâng cho Chúa một món quà để tạ ơn Chúa về cuộc đời của mẹ. Và con là món quà duy nhất mà mẹ có thể dâng lên cho Chúa, đẹp lòng Chúa. Cho nên nếu con về chỉ vì mẹ thì mẹ còn món quà nào mà dâng cho Chúa? Còn món quà nào mà dâng cho Chúa? Cho nên ông thầy đã nghe được cái câu chuyện, ông thấy cảm động quá. Ông thấy cái người mẹ này sao mà có đức tin mạnh mẽ như thế, yêu thương như thế. Còn sao mình có chút đã lung lay rồi. Cho nên ông thầy quyết định ở lại đi tu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tất cả chúng ta hôm nay cầu nguyện cho các thầy và trước mình máu thánh Chúa Giêsu Kitô sắp tới đây, trước mặt Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh và các triều thần thiên quốc trong dòng ở đấy. Câu hỏi cha giáo tộc thì Ngài nắm thông tin rõ nhất. Trong dòng tên hiện nay có khoảng bao nhiêu thánh? Thì Ngài nói là trong dòng hiện nay có khoảng 50 thánh và 150 chân phước, tức là khoảng 200 vị thánh đang ở trên thiên đàng cầu nguyện cho quý thầy. Và quý thầy sẽ khấn ba lời khấn giống như chúng tôi đã khấn, và giống như thánh Phêrô Clave 400 năm trước đã khấn, và các ngài đã khấn và đã theo Chúa một cách mãnh liệt. Nhờ ơn Chúa mà nên thánh, thì tôi cũng và cộng đoàn cũng mong chờ và cầu nguyện cho các thầy cũng được nên thánh trong thời đại hôm nay. Amen.